Người đàn ông đang lái xe thì hiện lên một linh hồn tà ác, anh bất ngờ đạp phanh gấp khiến xe lật nhào, người cũng bị bay ra ngoài bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, một ông già đột ngột xuất hiện trước mặt, chống gậy nhìn anh ấy. Người đàn ông cứ ngỡ ông ta đang đùa cợt, anh ta liền vung một cú đấm thẳng tới, nào ngờ lại không đánh trúng ai. Ông già lại xuất hiện sau lưng anh, đưa tay chạm nhẹ lên ngực anh, nói rằng sẽ ký hợp đồng địa ngục với anh ta. Tôi lại chạm nhẹ vào lưng anh một lần nữa, Johnny gục ngã xuống đất. Khi anh ta đứng dậy, người đàn ông già lại biến mất một lần nữa. Anh ta tưởng rằng mình đã rơi vào ảo giác, chẳng mấy bận tâm, Johnny đã yên bình trải qua 10 năm. Không ngờ 10 năm qua đã khiến anh ấy thay đổi hoàn toàn. 10 năm sau hẹn ước sắp đến, tai nạn bất ngờ xảy ra, đôi tay tôi cứ mãi lạnh lẽo, không cách nào ấm lên được. Anh ta nhìn chằm chằm vào bàn tay đỏ rực, đầy vẻ kinh ngạc, tựa như có điều gì đang kêu gọi. Anh ta ra phố, bất chợt giơ tay lên, phía trước bỗng xuất hiện kẻ năm xưa đã khiến anh ngã đau. Ông ấy chẳng thay đổi chút nào, có vẻ như hắn đến để anh ta thực hiện hợp đồng. Johnny leo lên xe một cách mất kiểm soát, chiếc gậy pha lê soi khi đập xuống đường, chiếc xe máy lao vọt ra ngay lập tức, như một tia chớp rực rỡ xuyên qua, những cây bên đường đều bị thiêu rụi mà không biết nguyên do, xe cộ nổ tung hàng loạt, trên mặt đất còn vương lại vết cháy đen. Cảnh sát giao thông rút máy đo tốc độ ra, kim đồng hồ nhảy không ngừng, còn bị nổ bay ra ngoài. Đã 10 năm trôi qua, anh ấy vẫn như xưa, anh vẫn say mê đờ díp, vẫn thích dùng mặt để phanh xe. Lúc này, đôi mắt anh ta bắt đầu phả khói. Cuộc hẹn 10 năm sắp đến rồi, mỗi bước anh ta đi luôn để lại ngọn lửa cháy rực. Johnny run rẩy nhìn đôi tay của mình, làn da trên mặt bắt đầu bong chóc, đôi mắt cũng bừng cháy ngọn lửa địa ngục. Lửa cháy ngày càng dữ dội, cho đến khi hắn bị thiêu thành bộ xương chọc lóc. Vừa mở mắt ra, anh đã thấy một người đứng đó vỗ tay. Anh ta bảo người đàn ông trước mặt hãy trở về địa ngục. Sau lưng người đàn ông bất ngờ xuất hiện một đám khói, cùng với sự xuất hiện của bóng ma, hất văng Johnny lên, treo lủng lẳng trên dây xích. Johnny đã nhanh tay kéo mạnh nó xuống. Vừa đi được hai bước đã bị mắc kẹt ở một vũng nước. Hóa ra dưới vũng nước có một con ma nước. Chưa kịp để anh ta phản ứng, bị một chiếc xe tải lớn đâm bẹp rúm. Người tài xế xe tải bước xuống xe, tưởng rằng đã giải quyết xong Johnny. Kết quả, một bàn tay xương khô nắm chặt vai anh ta. Anh ấy bị đánh văng xa 10 mét chỉ bằng một cú đấm. Người tài xế ngẩng đầu lên, nhưng nửa khuôn mặt đã biến mất. Nhưng chỉ vài giây sau, mọi thứ trở lại như cũ. Thì ra bọn chúng đều là ác linh thoát ra từ địa ngục. Johnny dùng sợi xích sắt trói chặt hắn lại. Chẳng mấy chốc, mọi thứ đều bị đốt thành tro tàn. Khi kéo sợi xích một cái, nó liền tan thành bụi. Johnny nhanh tay quấn sợi xích quanh người mình, huýt sáo một cái, chiến xa của anh ta lao đến như tia chớp. Chỉ thấy hắn vừa chạm hai tay lên chiến xa, chiếc chiến xa liền bùng cháy, dần biến thành cỗ xe rực lửa. Johnny leo lên xe tăng, biến mất vào màn đêm, thấy một người đàn ông đang thực hiện vụ cướp. Anh dừng xe nhường đường cho cô gái chạy trước, sau đó anh chộp lấy cổ tên cướp. Kẻ cướp lấy hết can đảm, lưỡi dao cắm phập vào vai Johnny, kết quả là con dao chốc lát tan chảy. Tên cướp nhìn chằm chằm vào mắt của Johnny, anh ta đã nhìn thấy tất cả tội lỗi mình từng phạm phải trong cuộc đời này, rồi đôi mắt dần dần hóa đá, trở nên cháy đen, rồi ngã quỵ xuống đất. Johnny lang thang vô định trên con đường, kết quả là trời vừa hửng sáng, anh ta bỗng ngã xuống đất, chiếc xe lửa rực cháy từ từ trở lại hình dạng ban đầu, da trên người anh ta bắt đầu xuất hiện dần dần. Trước khi mất đi ý thức, anh lại nhìn thấy một ông lão. Khi tỉnh dậy, Johnny uống cạn sạch nước, hết ly này đến ly khác, anh ta bước ra ngoài, thấy một ông lão đang đứng giữa những bia mộ. Ông lão kể với anh ta rằng chuyện đêm qua là thật, không phải là giấc mơ. Anh ta bảo Johnny mau chóng làm quen, nếu không thì anh ta sẽ có ngay một ngôi mộ chờ sẵn ở đây. Ông lão muốn giúp Johnny khâu vết thương, yêu cầu anh ấy khử trùng cái kim móc này, kết quả là lại không phun ra được lửa. Chỉ đến khi đêm xuống, anh mới có thể trở thành kỵ sĩ linh hồn. Johnny đạp xe trở về thị trấn nhỏ, anh ấy ngạc nhiên nhìn con đường mà mình đã đi đêm qua. Về đến nhà, Johnny không thể tin nổi mình lại có cơ bắp như thế này, và anh ta còn nhìn vào gương làm dáng. Khi trời tối, anh ta lại một lần nữa bước ra ngoài. Anh ta bị ba chiếc xe cảnh sát bao vây, họ bắt anh ta vào phòng thẩm vấn. Một viên cảnh sát tra khảo muốn dùng cách này để bắt Johnny nhận tội, vì những bằng chứng mà cảnh sát tìm thấy chỉ thấy dấu vết lốp xe của Johnny thôi. Dù thế nào, anh ấy cũng không thừa nhận đó là mình. Cuối cùng bị tống vào tù, mọi người nhìn thấy là người mới đến, tất cả đều tìm cách gây rắc rối cho anh ta và cùng nhau đánh hội đồng anh ta, đè xuống đất mà đánh. Giây tiếp theo, Johnny hóa thành kỵ sĩ linh hồn, dù có dùng nước chữa cháy cũng không dập tắt được ngọn lửa trên đầu anh ấy. Johnny lần lượt xét xử từng người một, kẻ có tội sẽ mất mạng. Cuối cùng, chỉ còn lại một cậu bé sống sót và tuyên bố anh ta vô tội. Tiếp đó, nhẹ nhàng lướt qua, thép lập tức tan chảy. Sau khi rời khỏi đồn cảnh sát với vẻ ung dung, cỗ xe chiến rực lửa của anh ta đã chờ đợi từ lâu. Cảnh sát đã tới, một cú đánh bằng dùi cui làm chật khớp cằm của Johnny. Nhưng anh ta lại phán xét rằng cảnh sát vô tội, rồi nhảy lên chiến xa và tẩu thoát nhanh chóng. Lần này, khả năng kiểm soát của anh ấy đã được nâng cao. Mặt đất phía sau không còn vết cháy sâu nữa, lao thẳng lên tòa cao ốc. Anh ta lao nhanh trên bề mặt tường kính, người công nhân lao kính vừa ngoảnh lại. Ha ha, coi như công cốc rồi. Chẳng mấy chốc anh ta đã lao lên tầng thượng, một chiếc trực thăng cất cánh, đầu lâu ngay lập tức quăng sợi xích ra, dây xích trói lên khung máy bay. Dù phi công có cố gắng đến đâu, không gì có thể ngăn cản việc bị Johnny kéo lại gần. Em chọc giận anh rồi, xin lỗi. Thấy tài xế yếu lòng thế, Johnny dùng xích sắt dài giữ chiếc máy bay lại. Sau đó, anh ấy ngay lập tức ném máy bay ra xa thả nó bay tự do. Trên tầng thượng đột nhiên xuất hiện thêm một người,
Anh ấy mời Johnny gia nhập nhóm của họ, cùng nhau đi tìm một bản hợp đồng. Kết quả là Johnny tóm được và nhấc bổng lên. Thật không ngờ, anh ta lại hóa thành linh hồn để trốn thoát. Johnny tấn công bằng dây xích, nhưng không làm gì được, người không thể chạm tới linh hồn. Ngay giây tiếp theo, Johnny nắm chặt sợi xích bằng cả hai tay, ngọn lửa địa ngục bùng cháy, ném thẳng lên trời, xoay tít thật nhanh. Bây giờ thì ác linh không cười được nữa rồi, chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã bị lửa địa ngục thiêu rụi hoàn toàn. Johnny cuộn dây xích lại, lên chiếc xe lửa và lao thẳng khỏi mái nhà, lại một lần nữa phá vỡ định luật Newton. Các cảnh sát hoảng loạn, họ đồng loạt giương súng lên. Trong lúc đó, Johnny lại xuống xe tiến về phía cảnh sát. Cảnh sát nổ súng, vô số đạn bay vút xuống, cho đến khi tất cả đạn dược đã cạn kiệt, chẳng điều gì có thể làm anh ta tụt lùi dù chỉ nửa bước. Johnny tức giận đến mức phóng ra một bức tường lửa, nhưng không gây hại cho cảnh sát. Anh ta lạnh lùng leo lên chiến xa mà không ngoảnh đầu lại, húc tung hai xe cảnh sát rồi phóng vút đi. Không ngờ cảnh tượng này, tất cả đều lọt vào mắt con trai ác quỷ Blackheart. Johnny lại đến nghĩa trang tìm ông lão. Ông lão kể với anh ta rằng lũ ác quỷ đang săn lùng bản giao ước của Thánh Văn Gông Sa. Truyền thuyết kể rằng hiệp sĩ linh hồn tiền nhiệm là Catersley được cử đến đó để thu thập linh hồn, nhưng anh phát hiện ra linh hồn ở đó quá đỗi tà ác, cuối cùng cầm hợp đồng rồi bỏ trốn. Để ngăn chặn cha của Blackheart, Mephistopho nhận được bản hợp đồng, nhưng hiện tại chẳng ai biết được liệu Catersley có còn sống không. Sau khi nắm rõ mọi chuyện, Johnny rời đi, nhưng ngay sau đó tà ma đã tìm đến cụ già. Anh ta đột nhiên vung sẻng đập mạnh về phía sau, cuối cùng hắn bị tước vũ khí và ngã gục xuống đất. Blackheart nhìn chằm chằm dấu vết lốp xe trên mặt đất. Tại một lần nữa, ông cụ bị đánh đập không thương tiếc, ép anh ta khai ra nơi Johnny đang ở. Ông lõa không khai ra và bị hắn đá ngất xỉu. Blackheart trực tiếp đến nhà của Johnny, hút cạn sinh lực của người anh em thân thiết. Sau đó, anh nhẹ nhàng chạm vào má bạn gái. Khi Johnny vội vã trở về, bạn gái đã nằm trên đất co giật. Blackheart lao thẳng tới, dồn Johnny vào tường. Không ngờ Johnny hóa thân thành kỵ sĩ linh hồn, đẩy ngược anh ta vào tường, muốn Blackheart nhìn vào mắt mình. Blackheart liền bật cười lớn trước con mắt sám hối của địa ngục. Rồi anh ta bất ngờ chộp cổ Johnny, anh ta ép chặt nó xuống đất, khiến anh trở lại hình dạng ban đầu. Blackheart ra lệnh cho Johnny tìm bản hợp đồng của San Van Ganser. Hắn ta mới tha mạng cho bạn gái của anh. Vì sự an toàn của bạn gái, Johnny đành phải tìm đến ông lão một lần nữa. Ông già không nói hợp đồng ở đâu, anh ta đành tự mình đào tất cả các ngôi mộ để tìm. Không ngờ lại bị ông cụ chặn lại, lấy sẻng đánh mạnh vào thân cây. Không ngờ ông lại giấu hợp đồng trong cây gậy. Johnny khẩn cầu được giao nhiệm vụ cứu bạn gái, bởi linh hồn anh ta có lẽ đã bán cho địa ngục, nhưng trái tim anh ta mãi mãi sẽ không phản bội. Người đàn ông dường như biết rằng mình đã tìm đúng người và sẵn lòng dẫn anh ta đến San Fen Casa, cách xa 500 dặm. Sau đó anh ta huýt sáo một tiếng, trong màn sương mờ một con tuấn mã bỗng chạy tới. Anh đội chiếc mũ lên, hóa thành bộ xương trong chớp mắt. Hóa ra anh ta chính là Catersley. Con tuấn mã dưới thân cũng lập tức biến thành chiến mã lửa. Johnny phóng lên chiếc xe máy, chỉ cần đạp mạnh một cái, anh ta liền hóa thân thành chiến binh lửa. Hai người lao nhanh trên đường, kẻ trước người sau không ngừng tăng tốc. Đến San Fangan Ga cách đó 500 dặm, con tắc kè hoa yêu thích sân khấu bỗng chốc biến thành cho tàn. Khi họ đến nơi, ông lão đưa cho Johnny một khẩu súng rồi quay lưng bước đi. Đây là lần cuối cùng chiến binh lửa đời trước dẫn dắt tân binh, đó cũng là lần cuối cùng anh ta biến hình. Giờ đây Johnny chỉ có thể đơn độc tiến bước. Khi anh ta đạp xe qua đầm lầy, khắp nơi đều bao trùm một bầu không khí âm u rùng rợn, luôn cảm thấy bên dưới có gì đó. Vừa dừng xe kiểm tra liền bị kéo xuống nước, anh bị ma nước bóp chặt lấy cổ. Johnny vật lộn tuyệt vọng để tìm hơi thở. Bất ngờ trong khoảnh khắc tiếp theo, Johnny mở bừng mắt, hóa thành chiến binh lửa dữ dội, hỏa thắng thủy quái ngay dưới nước. Johnny lái xe vào thị trấn San Fan Gonsa, nơi này càng thêm u ám. Để tránh những rắc rối không cần thiết, anh xuống xe cầm khẩu súng trên tay rồi đặt sau lưng. Anh ta đến để giao dịch với con của quỷ. Chỉ cần Johnny giao nộp hợp đồng, Blackheart liền thả bạn gái của anh. Johnny yêu cầu Blackheart thả người trước khi giao nộp khế ước. Kết quả bạn gái bị hắn hất xa, ngã xuống cách đó 10 mét ngất xỉu. Johnny cầm hợp đồng, từ từ tiến lại gần. Khi Blackheart nắm lấy hợp đồng trong tay, Johnny lập tức hóa thân thành chiến binh lửa, một cú đấm nhằm thẳng vào tên ác ma. Nhưng là con của địa ngục, hắn đâu phải tay mơ. Một trường khiến Johnny bay văng ra, mớ tóc thưa thớt lại rụng đầy sàn. Blackheart đi nhặt bản hợp đồng, Johnny nhặt lấy ngọn lửa, ném vào lưng anh ta, lại cầm lấy một cục nữa, ném thẳng vào mặt anh ta. Lúc này mặt trời đã lên, thời khắc hóa thân thành chiến binh lửa đang đến gần. Anh ta liền rút ngay khẩu súng ra, anh lại rút dây xích sắt ra và quất thẳng về phía Blackheart. Nhưng Hans lại bắt được và ném ra dưới nắng. Khi ánh nắng chiếu xuống, anh lập tức biến lại thành hình người. Kẻ tà ác đã chiếm được bản hợp đồng vang gần, hắn đọc lên câu chú, vô số linh hồn tức thì hiện thân, lũ lượt chui vào miệng Blackheart. Johnny vừa định với lấy khẩu shotgun thì đã bị đánh bay, và bạn gái của anh cũng bị những linh hồn này làm cho tỉnh giấc. Blackheart đã hoàn thành việc hợp nhất, tên tôi là Blackheart. Johnny cầm khẩu súng lên và bắt đầu bắn liên hồi, nhưng lại không thể làm tổn thương hắn ta chút nào. Hắn liền tới gần, anh ta liền bị hất văng hàng chục mét. Johnny cố gắng bỏ về phía bóng tối, không ngờ lại bị bắt lần nữa. Đúng lúc này, bạn gái nhặt được khẩu súng săn chạy tới. Cô bắn từng phát đạn, phá nát đầu Blackheart, nhưng hắn ta ngay lập tức hồi phục. Vừa lúc đạn vừa hết, Johnny bảo cô ấy ném khẩu súng qua. Anh ta đưa tay vào bóng tối, khẩu súng rực cháy biến thành súng linh hồn.
lũ quỷ vừa hoang mang vừa bối rối. Kết quả là một phát súng thôi, hắn đã hóa thành tro bụi. Tony không thể tin vào mắt mình, tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc. Xung quanh lại xuất hiện vô số linh hồn ác quỷ, chúng lại một lần nữa tụ họp bên nhau, lần nữa kết thành Black Hat. Tony bước vào bóng tối và biến thành chiến binh ngọn lửa. Hiện tại có hàng ngàn linh hồn đang chờ để thiêu đốt. Sau đó tóm gọn Black Hat, trực tiếp nắm lấy và nhìn thẳng vào mắt của hắn. Linh hồn ngươi đã nhuốm máu oan, hãy cảm nhận nỗi đau của họ. Black Hat không sợ con mắt hối lỗi, nhưng giờ đây anh ta đã hòa nhập với hàng ngàn linh hồn. Bây giờ anh ấy đã không còn là chính mình nữa. Sau khi cảm nhận nỗi đau của mọi người, đôi mắt anh ấy trở nên cháy rực đầy chết chóc. Chỉ còn lại chiếc xác trống rỗng của Black Hat bị Johnny vứt ra ngoài. Anh ấy còn lo lắng rằng bạn gái sẽ sợ mình là một quái vật, nhưng bạn gái lại không hề sợ hãi, còn chạm tay lên mặt anh. Hai người họ ở bên nhau mà không hề sợ hãi gì cả.